Robotshop xin chào tất cả mọi người. Thì đây là hệ thống băng truyền dùng hệ thống phun của máy in là Storm Inline. Thì ưu điểm của Storm Inline này nó rất là nhỏ gọn và chi phí rất là phù hợp đối với hệ thống dùng băng truyền, rất là kinh tế khi mình sử dụng hệ thống này để mà in số lượng hàng loạt, có thể là một ngày có thể là đến 10.000 sản phẩm, thì mình dùng hệ thống này rất là ok. Thì mình giới thiệu sơ về chiếc băng tải này. Thì nó gồm một cái động cơ và một cái thiết bị điều chỉnh cái tốc độ của cái bàn xoay này. Và cái băng tải này thì mình có thể là gập gọn lại được, các cái chân thì có thể xếp lại. Còn đây là hệ thống của mình, thì nó bao gồm là thiết bị phun, mực in. Mực này thì mình có thể bơm lại được nha. Bên mình có thể hỗ trợ bơm cái mực in này lại được. Còn đây là sensor. Thì khi mà có cái thiết bị quá thì sensor nó sẽ phát hiện và nó sẽ kích cái đầu phun mình sẽ in. Còn đây là cái hệ thống lắp đặt. Đối với hệ thống lắp đặt này thì nó có nhiều loại nha. Tùy theo đặc điểm của sản phẩm thì mình sẽ có những cái loại cho nó phù hợp. Rồi, thì sau đây mình sẽ test thử. Mình in trên một cái đĩa nhựa nha. Thì đây mình sẽ bật công tắc nguồn lên. Rồi, sau đó mình vào chế độ. Mình nhấn là OK, thì nó sẽ chuyển sang ready. Rồi, tiếp theo đó là một bạn sẽ để những cái chiếc đĩa lên để mình in hàng loạt thử nha. Rồi, thì ở đây là mình bắt thử một cái chiếc là nó đang vừa in xong. Thì các bạn thấy là các ký tự in cũng khá là nét và tốc độ in rất là nhanh. Ở đây là mình có thể làm lại nha. Đây. Rồi, làm thử đây. Đây. Nét chữ rất là nét. Thì các cái vị trí kích thước này thì mình có thể điều chỉnh được, cũng như là kích thước chữ và các cái ký tự. Thì ở đây thì mình có thể là in trên nhiều loại sản phẩm. Ví dụ là mình có thể in trên hộp nhựa nè, rồi chai nước, rồi hộp giấy, túi, hay là những cái nắp chai nước suối chẳng hạn. Thì đối với hệ thống này thì mình có thể hoạt động đến là 10.000 sản phẩm một ngày, và chỉ cần một người vận hành thì nó sẽ tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.